khi mà WhatsApp thì mình đi tại gallery đang khảo sát thì mình cũng tiếng cuối là cũng phải được và mình chính thức rút video và nhìn vào cái năm ở đây và mình cũng phải truyền cư dân mạng hay các phần đảo loạn hầu hết các khu vực của mình là tôi trong mơ là một thứ tuy nhiên đến thân gallery đã là không có hình kèm dòng trạng thái khảo sát tiến độ chỉ là tiến độ trên trang cá nhân của mình mặc dù hơi thất vọng nhưng mà các tay vợ một tiếng tin rằng cùng sớm thì bộ mình cả hai sẽ đụng về nhau.